Hết cảm giác đau mỏi cổ vai gáy hơn 80% chỉ với một lần điều trị. Lời chia sẻ thật từ Hot Mom Kim Phúc. Là dạo đây nó Phúc bị đau á, vùng cổ vai gáy. Thì lúc trước là cơn đau cũng chỉ đến mức chợt thôi, cho nên Phúc cũng không có quan tâm lắm. Chính vì vậy cái tâm lý chủ quan lơ là và không có quan tâm đến sức khỏe thân thức của mình. Cho nên dạo gần đây á, là cái vùng cổ vai gáy của Phúc bị đau càng dữ dội hơn nữa, và làm cho Phúc bị nhức đầu và chóng mặt nữa. Nhiều lúc đó là đau không ngủ được luôn. Thật sự rất là mệt mỏi và ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc cũng như là sinh hoạt hàng ngày của Phúc á. Nên Phúc nghĩ cũng đã đến lúc mình phải đi thăm khám và điều trị. Xin chào cả nhà, Phúc đã thăm khám và điều trị buổi đầu xong rồi. Thì nói thật luôn á là Phúc không có cảm giác là mình đi thăm khám và chữa bệnh luôn á. Tại vì các bác sĩ với lại kỹ thuật viên ở đây rất là thân thiện và nhiệt tình. Không gian phòng khám này rất là rộng rãi, trang thiết bị hiện đại lại thật sự là rất là ấm cúng luôn. Phúc được bác sĩ thăm khám á, thì sau đó được đưa lên trên phòng điều trị. Ở đó thì điều trị tầm hơn 30 phút á. Bây giờ thì Phúc cảm thấy đỡ đau hơn rất là nhiều. Và mọi người có thể thấy là Phúc xây với lại cuối cổ cũng nhẹ nhàng hơn rồi nè. Mà hay lắm luôn nha cả nhà. Ở đây điều trị không hề xâm lấn, tiêm chích hay là gây đau gì hết á. Họ sử dụng công nghệ cao kết hợp với y học cổ truyền và yoga trị liệu. Thì bạn bè Phúc nói là hiệu quả lắm. Đúng là trăm nghe không bằng chính mình trải nghiệm. Phúc cho luôn điểm 10. Phòng khám Thích Medi hỗ trợ cho khách hàng khi bắt đầu bình thường mới. Tặng 50% chi phí thăm khám và điều trị lần đầu. Miễn phí test nhanh COVID-19. Liên hệ đặt lịch ngay. Hotline 0965858568.